Chào mừng bạn đến với kênh YouTube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Cao ốc chọc trời Trung Quốc cháy nguồn ngụt như cột lửa. Một tòa nhà chọc trời tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc ngày 27 tháng 8 đã gặp hỏa hoạn khiến nó bốc cháy dữ dội như cột lửa và làm văng các mảnh vỡ xuống đường phố phía dưới. RT đưa tin, hơn 30 xe cứu hỏa và 100 nhân sự đã được điều động để chiến đấu với vụ hỏa hoạn tại tòa nhà cao tầng cai ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc tối ngày 27 tháng 8. Chưa có thương vong được ghi nhận, dù các hình ảnh cho thấy ngọn lửa đang nhấn chìm khu vực tòa nhà có dân sinh sống. Truyền thông Trung Quốc cho biết không có ai bị mắc kẹt bên trong khi tòa nhà bốc cháy dữ dội. Đường ống cung cấp khí ga và đường điện của tòa nhà đã bị ngắt để hỗ trợ hoạt động cứu hộ cứu nạn. Theo RT, phía cơ quan chức năng Trung Quốc dường như sau đó đã khống chế được vụ hỏa hoạn. Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các mảnh vỡ từ tòa nhà bốc cháy rơi xuống đường. Theo kết quả điều tra sơ bộ, nguồn gốc vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một căn hộ, chủ nhân của căn hộ đã tìm kiếm sự trợ giúp sau khi có một vật dụng trong nhà bốc cháy. Nhưng khi quay trở lại thì căn hộ đã tràn ngập khói và chính quyền đã được thông báo về vụ việc vào thời điểm đó. Tòa nhà cai có thiết kế với hai tòa tháp được nối lại với nhau, nó gồm có 419 căn hộ và được cho là có hơn 800 người sinh sống, Đức Hoàng theo giờ tê.